Thưa ông, bà ấy đã tắt thở rồi. Má ơi má, có chuyện gì vậy má? Con ơi, ba của má, bà ngoại của con chết rồi. Sao vậy má? Sao ngoại chết vậy má? Sáng nay bà ngoại con chết ngoài cổng, không biết người ta đem xác ngoại con đi đâu nữa. Con cầu mong cho nhà họ chết không toàn thây, chết không có đất chôn.